Vâng, và sau khi đã tự bật máy tính từ xa bằng cái app Tuya và app Smart Eye, cái app mà mình hay review về nhà thông minh đấy đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ điều khiển cái máy tính ở nhà nhà mình bằng một cái iPad hoặc là một cái điện thoại. Thì đây mình sẽ làm một cái iPad để cho mọi người nhìn cho nó to nha. Đấy. Đấy thì nó kết nối rất là nhanh đúng không ạ? Mà cái hay rất là hay là nó không cần cái địa chỉ IP tĩnh. Đấy, tức là mình có thể thay đổi địa chỉ IP liên tục mà nó vẫn cứ đưa là điều khiển được. Đấy mọi người nhìn chưa? Rất là nhanh đúng không ạ? Rất là nhanh luôn. Đấy, ok không? Đấy, và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người là thứ nhất là cái cách bật tắt máy tính từ xa qua cái app Tuya và app Smart Life. Đấy, tức là nó bật không phải là nó bật công tắc nguồn đâu nhá, mà nó bật hẳn cái là nút nút nguồn để đảm bảo là chúng ta máy tính của chúng ta vẫn hoạt động bình thường và nó không bị lỗi gì cả. Đấy, bằng một cái mạch như này. Đấy. Và tiếp theo đến là mình sẽ chia sẻ mọi người thì tới cái app mà có thể điều khiển được máy tính từ xa trên cái điện thoại của mình. Đấy, kể cả là trên điện thoại này mà mình có thể ngồi ở khắp nơi nơi. Ở đâu mình cũng có thể truy cập về cái máy tính ở nhà nhà mình. Như vậy là nó sẽ có sự kết hợp như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ bật máy tính bằng cái thiết bị này trên app Tuya và app Smart này. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cái app điều khiển máy tính để chúng ta làm việc. Ok chưa ạ? Đấy. Thì cái này nó hay ở cái chỗ là nó có thể dùng trực tiếp cảm ứng. Đây như mọi người cũng nhìn thấy đây. Đấy, đúng không ạ? Mình dùng trực tiếp cảm ứng hoặc chúng ta cũng có thể là chuyển sang chế độ di chuột này. Đấy. Rồi, và chúng ta dĩ nhiên là vẫn cứ có được văn bản rồi nhá. Văn bản nó truyền về máy tính nhá. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu và cài đặt nó nhá. Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái mạch để có thể điều khiển được bật tắt cái máy tính của chúng ta từ xa qua app Tuya hoặc app Smart này. Thì đây nó có hai cái chân này thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Đấy. Cắm vào đây thì trên đây nó có bốn bốn cái dây cắm này, thì một cái là nguồn và một cái là reset này. Đấy, bên đây là cái đầu ra của nó. Đấy, thì chúng ta sẽ rút đấy, trong cái cây máy tính chủ của chúng ta thì chúng ta sẽ rút đây hai cái jack là cũng jack nguồn và jack reset, rồi là chúng ta sẽ đấu vào với nhau thôi. Cái này thì gần như là không thể nhầm được tại vì là nó kiểu jack đực jack cái đấy. Đây là cái này nó có cây kim này đấy, còn cái kia nó có cái lỗ rất là đơn giản đúng không ạ? Cắm cái kim một cái lỗ là xong. Đấy, rồi thì bây giờ mình sẽ cắm vào cho mọi người xem nhé. Rồi có một cái lưu ý khi mua cái này, tí nữa là mình sẽ nói luôn. Cái lúc ban đầu mà khi mình cắm điện vào đấy, nó sẽ nhấp nháy như kia để chờ chúng ta kết nối. Thì trước khi kết nối chúng ta bật vào Bluetooth rồi vào góc phải của màn hình này. Đấy thì nói chung là đây, mọi người nhìn chưa, nó nhận luôn này. Đấy, rồi chúng ta sẽ dùng cái Wi-Fi là 2.4G thì mình sẽ chuyển sang cái Wi-Fi 2.4G. Đấy là nó tự động nó nhận và nó kết nối luôn, không cần phải làm cái gì cả. Đấy mọi người nhìn thấy chưa? Rất là dễ dàng thôi. Rồi chúng ta sẽ đặt tên cái máy tính của chúng ta, đợi nó quay xong cái này là chúng ta sẽ đặt tên cái máy tính của chúng ta, ví dụ máy tính công ty chẳng hạn này nhá, PC City công ty ok nhá. Đấy, như vậy là chúng ta đã có thể bật máy tính từ xa và kết hợp với lại một cái phần mềm này là điều khiển máy tính từ xa như vừa nãy mình chia sẻ ở đầu clip đấy. Đấy, đây máy tính từ xa đây, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ tiếp tới cái này cho mọi người xem nha. Vâng, và bây giờ chúng ta lại quay trở lại cái trình duyệt mà để điều khiển cái máy tính từ xa giúp chúng ta làm việc ở nơi xa hoặc chúng ta đi khỏi nhà, chúng ta vẫn có thể điều khiển được máy tính ở nhà để chạy một cái gì đó đúng không ạ? Thì có rất là nhiều, ví dụ TeamViewer này hoặc UltraView này cũng là rất là nhiều các cái phần mềm điều khiển máy tính từ xa rất là hay đúng không ạ? Nhưng mà cái này mình thấy mình dùng mình thấy nó ổn hơn. Đấy thì máy bác nào chưa có cái trình duyệt Chrome của Google này thì chúng ta tải về nhá. Thì chúng ta sẽ tìm kiếm là đây đây Chrome này, Remote Desktop này. Đấy thì sau đấy chúng ta ngay trên đầu này đấy, chúng ta kích vào đấy, chúng ta cài đặt thì nó cài đặt đúng hệt chiếc điện thoại mà máy tính cài đặt y như nhau luôn. Đấy thì trên đây đấy nó có cái quyền truy cập từ xa này. Đấy, đấy là cái này hai mình đã gắn hai cái máy tính của mình vào cái email, vào cái Gmail của mình rồi,
tức là cứ có cái Gmail đăng nhập với cái Gmail này, tải cái trình duyệt đấy về, tải phần mềm mới về trên điện thoại, là chúng ta có thể điều khiển được hai máy tính này. Đấy. Hoặc là chúng ta cũng có thể hỗ trợ cho người khác để bảo người khác tải cái này về rồi nè, tạo cái mã để chia sẻ cái màn hình để chúng ta có thể truy cập được vào một máy tính của họ để chúng ta điều khiển. Ok chưa ạ? Và trên máy tính bảng hoặc cái laptop hoặc cái ấy của chúng ta thì chúng ta cũng tìm kiếm cái từ khóa đấy. Đấy, và nó sẽ hiện ra này, chúng ta sẽ cài đặt. Thì đây mình đã cài đặt sẵn rồi và mình cũng đã gắn cái mail của mình vào rồi. Đấy. Thì nó hiện ngay. Đấy, chúng ta sẽ kích vào chúng ta điều khiển. Là nó sẽ vào ngay. Ok chưa ạ? Rồi. Chưa thấy nó vào ngay, nó vào hơi lâu đúng không ạ? Đấy, như vậy là đấy. Mọi người nhìn thấy chưa? Thì trên này chúng ta có thể rất chuyển được rất nhiều chế độ nhá. Đây bật bàn phím. Bật bàn phím là chúng ta có thể gõ văn bản và chúng ta gửi sang bên máy tính được. Ví dụ chúng ta nhắn tin Zalo. Gõ văn bản đấy, ok chưa? Xong rồi thì chúng ta có thể tắt đi, tắt trực tiếp bằng tay, tại vì mình đã chuyển sang cái chế độ mà dùng cái cảm ứng đấy. Thay vì là mình dùng cái ấy thì mình dùng thay mình dùng cái chế độ di chuột thì mình dùng chế độ là cảm ứng. Đấy. Vậy thì mình cũng đã chia sẻ cho mọi người là cái cách bật tắt máy tính từ xa trên cái app thông minh App Tuya và app Smartline, rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy, thì lúc đầu mình có nói là lưu ý là vấn đề mua cái này, thì đây là cái cạc mini. Đấy, cạc cỡ nhỏ, nó không anten. Đấy, và nó cũng không bắt được sóng, là điều khiển được qua tay khiển là sóng RF đấy. Đấy. Thì nó có một cái loại nữa, hôm nọ mình mua rồi nhưng mình quên, mình không quay lại cho mọi người xem. Thì đây là nó có hai loại thế, thì mọi người phải lưu ý. Và lại tùy theo cái cây máy tính của mọi người, với cái cây dẹt, với cây mỏng như thế này, đấy nó gọi kiểu mini như thế này nhá, thì mọi người nên mua cái loại nhỏ như này, hoặc phải báo shop người ta. Nếu mà mua cái loại mà Pro mà điều khiển được cả bằng tay khiển đấy, thì nó sẽ cho chúng ta một cái nút ấn. Tiếc mình không quay lại nhỉ, nó có một cái nút ấn cho chúng ta để sẵn ở bàn đấy. Đi vào là chúng ta chỉ cần bật vào đấy phát, đấy là máy tính lên hoặc là tắt đi, chứ mình không phải thò tay xuống gầm bàn để mình bật. Ok chưa ạ? Một vấn đề nữa là trước khi mua thì mọi người nên mở cái cây của mình ra, mọi người rút ra kiểm tra. Nếu mà nó là các cái jack hai lỗ như này, đấy, reset là hai cái reset là một cái này và nút và cái jack nguồn là một cái này, thì mọi người mới nên mua này nhé. Chứ nó là một chùm jack mà nó năm lỗ là về rất là khó cắm. Đấy, là về là không cắm được, mày mò chán cũng không được. Đấy, thế nên mọi người lưu ý vấn đề đấy nha. Và cũng xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mọi người cho mình một like video. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.